Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hào Tiger. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tập mới của bộ đấu phá thương phục. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, muội sẽ tranh thủ đủ thời gian cho huynh. Tiêu Viêm khẽ thở ra một hơi, thầm cảm thấy may mắn vì đã luyện chế thành công Thiên Nhạn cứu Hành Dực trước khi trận chiến này nổ ra, nếu không, hắn cũng không cách nào tránh né được công kích của địa ma lão quỷ lâu như vậy, rồi tiêu viêm lui ra phía sau, tiểu y tiên lập tức xuất ra đấu khí, hóa thành hai con rắn tấn công địa ma lão quỷ. tuy thực lực kém hơi nhiều, nhưng nàng quả thật đã cầm chân được địa ma lão quỷ. hai con rắn mang kịch độc quỷ dị cứ âm thầm xâm nhập, khiến cho địa ma lão quỷ phải liên tục phân ra lực lượng đối phó kịch độc. mà trong lúc bị tiểu y tiên cuốn lấy, địa ma lão quỷ ngẫu nhiên liếc về phía tiêu viêm, hắn thấy phía trước tiêu viêm đang trôi nổi hai đóa hỏa diễm từ chỗ hàn phong hắn biết được tiêu viêm sở hữu một loại đấu kỹ dị hỏa uy lực khủng bố bây giờ tự mình cảm thụ địa ma lão quỷ mới thầm thở nhẹ nhõm hỏa diễm đích thực ẩn chứa năng lượng cuồng bạo nhưng mới chỉ như này căn bản không tạo thành uy hiếp đối với hắn thực lực thất tinh đấu tông của hắn không phải là để nói cho vui tiêu viêm cũng biết rõ điều này nên chỉ sau một hồi do dự ánh mắt hắn kiên tâm xuất ra cốt linh lãnh hỏa rồi toàn lực không chế ba dị hỏa cho chúng tiếp xúc với nhau đến lúc này khi cảm thụ được năng lượng thiên địa bỗng trở nên dữ dội địa ma lão quỷ rốt cuộc biến sắc cỗ lực lượng này đã đủ để uy hiếp đến hắn trong đầu hắn chỉ có thể hiện lên một ý nghĩ rằng không thể ở lại đây được nữa hắn đột nhiên điên cuồng tấn công tiểu y tiên thực lực tiểu y tiên vốn đã kém hắn nay còn bị đối phương liều mạng tấn công nên nàng chỉ có thể gượng chống đỡ nhưng rất nhanh nàng rốt cuộc không chịu được phun ra một ngụm máu tươi người cũng bị đẩy lui sắc mặt hơi tái đi cùng lúc đó tam sắc hỏa liên rốt cuộc hình thành đây đã là lực lượng mạnh nhất của tiêu viêm thế nhưng chiêu thức đối địch mà hắn luôn đầy sự tin tưởng lúc này lại làm cho hắn xuất hiện vẻ do dự đối thủ lần này thật sự khó giải quyết quá mức trong toàn bộ đấu khí đại lục thì thất tinh đấu tôn chính là cường giả thượng tầng lực lượng của địa ma lão quỷ còn cường đại hơn cả vụ hộ pháp khi cắn nuốt linh hồn vân sơn lấy thực lực bây giờ của hắn chỉ có thể thi triển một lần sau đó sẽ lập tức rơi vào tình trạng vô lực nếu dùng hỏa liên mà vẫn không giết được địa ma lão quỷ Cục diện sẽ rơi vào tình huống xấu nhất, trong khi Tiêu Viêm còn cân nhắc, Tiểu Y Tiên lại bị đánh bay ngược ra, nhưng nàng vẫn cắn răng tiếp tục xông lên. Thấy Tiểu Y Tiên lại thổ huyết, gương mặt tái nhợt, Tiêu Viêm liền trở nên điên cuồng, tiếp tục xuất ra một đạo hỏa diễm màu nâu. Đạo hỏa diễm này chính là hóa sinh hỏa cướp được từ Phương Ngôn, nếu có thể dung hợp nó vào Tam sắc hỏa liên, uy lực của Phật Nộ Hỏa Liên sẽ đạt mức kinh khủng nhất từ trước tới nay. Tuy làm như thế, sẽ tổn thất gần một nửa hóa sinh hỏa nhưng so với sinh mệnh của những người ở đây thì ngọn lửa này không thể sánh bằng tiêu viêm lại bắt đầu dung hợp hỏa diễm ngay khi hóa sinh hỏa dung nhập và tam sắc hỏa liên tiếng quát tháo tiếng kinh hô đang tràn ngập không gian liền hoàn toàn biến mất một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập sự hủy diệt đang từ từ sinh ra uy lực của hóa sinh hỏa không hề tầm thường hơn nữa quá trình dung hợp dị hỏa là hòa trộn đủ dạng biến hóa từ đó tăng thành một loại năng lượng mới loại đề thăng này có đôi khi chỉ cần một ít xúc tác sẽ trở nên kinh khủng vượt quá dự đoán hóa sinh hỏa chính là vật như vậy mà việc này tất nhiên có nguy hiểm rất lớn lần xung hợp hỏa liên này diễn ra trong thời gian rất ngắn tiêu viêm nhiều lần đứng giữa lằn danh sinh tử may mắn là hắn có linh hồn lực vượt xa đồng cấp trình độ cân bằng dị hỏa lại càng lô hỏa thuần thanh loại hỏa liên này tiêu viêm gọi nó là hủy diệt hỏa liên thân là người tạo ra nhưng đối với uy lực của hỏa liên này tiêu viêm cũng không rõ ràng thậm chí ngay tại thời điểm kết hợp hắn cũng bị loại lực lượng này làm cho kinh hãi nếu cỗ lực lượng hủy diệt này thoáng dao động vượt quá tầm kiểm soát một chút e rằng hắn chính là người đầu tiên bị nổ tan xác lúc này sắc mặt địa ma lão quỷ cực kỳ khó coi hắn cũng đã ngừng tấn công tiểu y tiên trong lòng còn có phần hối hận hắn thật không ngờ được một tiểu tử tứ tinh đấu hoàng mà lúc đầu hắn chỉ cần dùng một tay là có thể nhẹ nhàng giết chết lại có thể bạo xuất ra lực lượng đáng sợ đến mức chính hắn phải cảm thấy bất an địa ma lão quỷ khàn khàn nói lão phu sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức tiêu viêm hơi nghiêng đầu nhìn bộ dáng khốn khổ vì mình của tiểu y tiên tiêu viêm thoáng mỉm cười nụ cười đó làm điệm ma lão quỷ trầm lòng xuống tiêu viêm lạnh lùng nói muộn rồi rồi ngay lập tức hỏa liên bị hắn bắn mạnh về phía điệm ma lão quỷ những nơi hỏa mang đi qua lực lượng khổng lồ nóng cháy xé rách không gian còn địa ma lão quỷ thì dựng đứng lông tơ hắn cố gắng hít sâu một hơi sau đó vô số đạo hàn khí màu đen từ khắp lỗ chân lông trong cơ thể ùn ùn kéo ra ngoài cuối cùng địa ma lão quỷ giống lên huyết hàn cực đông thiên hàn khí nhanh chóng bành trướng chớp mắt đã hóa thành đám mây màu đen khổng lồ bao bọc địa ma lão quỷ lại đám mây đen vừa xuất hiện không gian xung quanh trở nên giá lạnh nội viện nhanh chóng bị một lớp băng xương mỏng bao phủ phần đông đệ tử bị bắt đầu run dày bọn họ còn kinh hãi phát hiện ngay cả đấu khí cũng xuất hiện tình trạng bị đóng băng mà không chỉ có bọn họ một vài cường giả ma viêm cốc cùng trưởng lão nội viện cũng đều tái xanh mặt nghiến răng chống đỡ lại khí lạnh khủng khiếp này đối diện hỏa liên đã phóng nhanh tới hỏa liên đi đến đâu đám mây lạnh liền bị thiêu đốt hoàn toàn cuối cùng mang theo lực lượng hủy diệt xông thẳng vào đám mây màu đen đến lúc này tô thiên cũng chỉ kịp sống lên tất cả mọi người mau nằm xuống lão vừa quát lên lập tức lao mạnh về phía sau chỉ một giây sau lời cảnh báo một loa tiếng động đức tai vang lên tiếng nổ khảm sâu vào linh hồn mỗi người làm cho chống ngực mọi người đổ liên hồi một luồng uy áp đáng sợ khác thường tuôn ra làm tay chân mọi người không tự chủ được mà run rẩy một cột khói lửa khổng lồ phun trào ra bạo phát đến tận chân trời một vài cường giả ma viêm cốc chậm chân trong khoảnh khắc bị thiêu đốt thành hư vô ngay cả một chút cho bụi cũng không còn cột lửa mạnh mẽ lan rộng làm cho vài tòa kiến trúc của nội viện sập đổ tơi tả gần ngàn mét rừng rậm quanh đó chỉ trong chốc lát đã bị san thành bình địa trên mặt đất không còn tồn tại bất cứ thứ gì trong không khí lại vang vọng tiếng quát của tô thiên còn một đợt sóng lửa nữa cẩn thận mau rời xa ra nghe vậy tất cả cường giả đều liều mạng lui về phía sau còn các đệ tử thì hỗn loạn tìm nơi ẩn nấp lúc này bọn họ mới hiểu hỏa liên kinh khủng kia đã không nằm trong khống chế của tiêu viêm học trưởng nữa quả nhiên một hỏa cầu khổng lồ khác từ từ bay lên cao phóng thích ra nhiệt độ khủng bố cùng với lực lượng hủy diệt tiêu viêm quả thực đã hoàn toàn mất khống chế quả cầu lửa này mà nổ tung chỉ sợ nội viện cùng trăm dặm xung quanh chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất nghĩ đến kết cục đó tiêu viêm cũng phải rét lạnh tận đáy lòng hắn hít sâu một hơi ánh mắt kiên quyết lấy ra một nắm đan dược ném hết vào miệng rồi cố kìm nén cảm giác kinh mạnh đang bành trướng vì dược liệu dù thế nào đi nữa hỏa cầu cũng là do tiêu viêm tạo ra tiêu viêm phải khống chế nó một lần nữa dù cái giá phải trả cho việc này tương đối lớn nhưng trong hoàn cảnh này đã không còn lựa chọn nào khác nhưng khi tiêu viêm đang khai triển thủ ấn thì đột nhiên tiêu viêm ngây ngốc phát hiện bên cạnh quả cầu lửa có hai thân ảnh đang chậm rãi hiện ra một cách quỷ dị hai nhân ảnh xuất hiện quá đột ngột mà trước khi nhìn thấy tiêu viêm không hề cảm ứng được chút nào hắn quát to lên hai vị hỏa cầu sắp nổ rồi mau mau rời khỏi đây hai người kia bình thản liếc nhẹ tiêu viêm mà ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện cỗ dược lực cuồng bạo trong cơ thể hắn không ngờ lại dần dần lắng xuống tiêu viêm cảm thấy hãi hùng chỉ một cái liếc mắt mà có thể chế trụ dược lực đang bạo động trong cơ thể hắn còn từ một cự ly xa như vậy loại thực lực này không phải quá nghịch thiên quá đáng sợ sao hai người này rốt cuộc là cao nhân vương nào hắc xác vực này từ khi nào lại xuất hiện những cường giả đáng sợ như vậy lúc này đám người tô thiên hàn phong cũng đã phát hiện sự tồn tại của hai người kia họ ngẩn người một lúc lâu thì tô thiên chợt trở, nên vui sướng thấp giọng lầm bầm mấy lão bất tử này rốt cuộc cũng chịu ra tay mấy vị trưởng lão nghe vậy thì kinh nghi hỏi đại trưởng lão bọn họ là ai tô thiên chậm rãi nói thủ hộ giả giả nam học viện nếu giả nam học viện không lâm vào cảnh sinh tử tồn vong thì họ vĩnh viễn sẽ không xuất thủ hai người kia thì cũng thoáng kinh ngạc vì quả cầu lửa cùng lướt nhau một cái hai đôi bàn tay gầy guộc chậm rãi lộ ra đồng thời kết động các ấn ký quái dị không gian rung động quanh thân họ trở nên vạn vẹo như có vô số nếp nhăn cuối cùng mọi người kinh hãi chứng kiến không gian như bị một bàn tay khổng lồ xé tan ra đại hỏa cầu thì bị đẩy hẳn vào bên trong đó khe không gian khổng lồ lại nhanh chóng khép ký lại xong xuôi hai người mới thở dài nhẹ nhõm khống chế không gian chi lực với quy mô lớn như thế cho dù là bọn họ liên thủ cũng không phải dễ dàng nếu không có năng lượng của hỏa cầu kia làm không gian nứt sẵn ra thì bọn họ cũng khó mà phá vỡ ra một cái khe lớn như vậy phía xa xa tiêu viêm cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi đám người tô thiên tiểu y tiên bay đến bên cạnh tiêu viêm sau khi thấy hắn không có vấn đề gì tô thiên mới thấp giọng nói đi theo ta không được nói lung tung đó nói xong lão lao nhanh về phía hai lão giả thần bí còn tiêu viêm sau một chút trần trừ cũng cùng tiểu y tiên đi theo tô thiên vừa đến liền chắp tay hành lễ cười ha ha nói bách lão thiên lão đa tạ hai vị xuất thủ nếu không e rằng cả cái nội viện này đã không còn nữa một lão giả nhíu mày nói với ngữ khí vừa nhẹ nhàng lại vừa nghiêm khắc tô thiên tiểu tử làm đại trưởng lão như ngươi thực không tận chức trách đó nếu nội viện mà gặp đại họa như vậy ngươi dù có chết mười lần cũng chưa đủ đền tội lúc này tiêu viêm cũng vừa tới liền vội vàng mở lời hai vị lão tiên sinh việc hôm nay tất cả đều do tiêu viêm gây ra nếu muốn trách tội thì hãy để tiêu viêm ta chịu không liên quan đến tô thiên đại trưởng lão một lão giả khác mở miệng nói người là tên thiếu niên năm đó trưởng khống thanh niên địa tâm hỏa tiêu viêm liền gật gật đầu lão giả cảm thán nói ta nhớ rõ năm đó lúc thấy người hình như chỉ là một đại đấu sư nhỏ bé vậy mà mới vài năm ngắn ngủi đã leo đến giai vị này rồi già nam học viện cuối cùng cũng có một đệ tử ra dáng nếu mang thiên xích lão mà biết được tin này chắc lại đắc ý một phen cho xem lão già còn lại thì mang ánh mắt đầy vẻ kinh dị chậm rãi nói hơn nữa dị hỏa mà hắn nắm giữ trong cơ thể dường như không chỉ có một loại có thể yên ổn dung hòa và loại dị hỏa trong thể nội loại công pháp này có thể nói là độc nhất vô nhị tiểu tử ngày sau ra ngoài nên cẩn thận một chút tiêu viêm không dám chậm trễ đáp tiểu tử thụ giáo hai lão già gật đầu chợt nhìn qua tiểu y tiên rồi thốt lên ách nan độc thể ha ha nhiều năm như vậy không ngờ còn có thể gặp một người sở hữu ách nan độc thể nhưng mà đáng tiếc những kẻ có ách nan độc thể cuối cùng đều có một cái kết không khác nhau mấy tô thiên lại quay qua nói với tiêu viêm hai vị này người cứ gọi là bách lão và thiên lão là được nhớ năm xưa bọn họ cũng từng đại trưởng lão là già nam học viện bây giờ đã nghỉ hưu đang hưởng thanh phúc tiêu viêm nghe vậy vội vàng hành lễ hai lão già vội khoát tay ý bảo hắn không cần đa lễ sau đó chậm rãi nói điệm ma lão quỷ đúng không chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại ngươi nói đúng không nói đến đây ánh mắt hai người chuyển hướng về phía khác nở một nụ cười thâm thúy thấy hai người thần thần bí bí nhóm người tiêu viêm cũng ngẩn ra quay đầu nhìn theo lại chỉ thấy một khoảng không gian hư vô trống rỗng không có một bóng người cũng như dao động năng lượng tuy rằng nghi hoặc nhưng mấy người cũng hiểu rõ lấy thực lực của hai vị này tất nhiên không có khả năng làm ra hành động vô ích bọn họ nói như vậy chắc chắn là có thứ gì đó mà đám người không thể phát hiện thiên lão nhàn nhạt cười nói nhiều năm như vậy rồi không gian bí mật của ngươi cũng chẳng có tác dụng gì đối với chúng ta sau đó lão khẽ phất tay áo đám người tiêu viêm liền cảm nhận được không gian xung quanh dao động kịch liệt cuối cùng khối không gian đó đột nhiên nứt ra một cái khe sau đó địa ma lão quỷ chật vật từ trong đó nhào ra tô thiên khó tin thốt lên lão quỷ này sao lại vẫn còn sống địa ma lão quỷ bây giờ Quả thật là vẫn còn sống, thế nhưng y phục đã hóa thành một phấn, toàn bộ cơ thể đầy những vết thương cực kỳ khó coi, thân thể không có một chỗ nào hoàn hảo, nhìn còn giống như bị lột ra, rồi bị ném vào trong chảo dầu vậy. Bản mặt vốn đã già nua, nay lại càng đáng sợ, gần như không nhìn ra được đâu là mắt đâu là mũi. Hiển nhiên, Địa Ma lão quỷ bằng vào một số thủ đoạn nên còn sống sót được dưới hủy diệt hỏa liên, thế nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Địa Ma lão quỷ vừa hiện thân, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn tiêu viêm rồi khi thấy hai lão nhân áo xám hắn khẽ run lên trong hơi thở xuất hiện vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu nói bách liệt thiên mộc không ngờ hai lão già các ngươi cũng vẫn còn chưa chết bách lão cùng thiên lão cười nhạt nói lão quỷ ngươi vẫn còn sống chúng ta sao có thể chết được tô thiên tràn ngập sát ý nói bách lão thiên lão không thể tha cho lão gia hỏa này mấy năm nay già nam học viện chúng ta đã có không ít học viên bị ma viêm cốc hãm hại hôm nay thả hắn rời đi ngày sau tuyệt đối là họa lớn thiên bách lão chỉ nhàn nhạt gật đầu bọn họ tất nhiên hiểu điều này nhưng mà thiên bách nhị lão còn chưa xuất thủ địa ma lão quỷ đã hung hăng tự nện một quyền lên ngực máu tươi tung tóe bao bọc lấy thân thể hắn không gian xung quanh địa ma lão quỷ nhanh chóng trở nên vận vẹo rồi biến mất nhưng thiên bách nhị lão lại không lập tức đuổi theo mà thiên lão chỉ cười cười nói lần này là ngươi ra tay đó bách lão gật đầu nói vẫn là trò không gian huyết độn cụ dích nhiều năm như vậy, vẫn chỉ ở cấp độ thất tinh đấu tông, hôm nay phải giải quyết hết ân oán thôi. Nói xong, bách lão trượt biến mất, lặng lẽ xuất hiện cách chỗ cụ mấy trăm thước, cứ lóe lên mấy lần như thuấn di vậy, rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Nhìn tốc độ kinh khủng của bách lão, tiêu viêm không khỏi lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, đây mà là tốc độ của cường giả đấu tôn sao. Nghe vậy, thiên lão cười nhạt nói, người quá coi trọng hai lão già chúng ta rồi, đây mới chỉ vẻn vẹn thi triển được một chút không gian chi lực thô thiền mà thôi so với đấu tôn chân chính khoảng cách vẫn còn kém không ít nghe thế, tiêu viêm cả kinh nói như vậy mà còn chưa thể xưng là cường giả đấu tôn sao thiên lão khẽ thở dài nói ta và bách lão nhiều lắm cũng chỉ có thể tính là thực lực cửu tinh đấu tông trông có vẻ chỉ còn kém đấu tôn một chút nhưng khoảng cách một chút này hai người chúng ta mất bao công sức trong mấy chục năm vẫn không thể đột phá thành công được cũng có thể nói cuộc đời này coi như vô vọng đột phá thiên lão lại quay đầu nhìn tô thiên nói lấy trạng thái hiện tại của địa ma lão quỷ không thể trốn thoát khỏi bách lão được hơn nữa hai người bọn họ còn từng có ân oán hôm nay vừa lúc trả sạch cho nên ngày sau các ngươi cũng không cần lo lắng nữa mặt khác hai người chúng ta cũng không thể ở lại lâu được chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ tiếp tục bế quan lần nữa mọi chuyện của già nam học viện phải giao cho ngươi rồi tô thiên gật đầu rồi dẫn theo trưởng lão nội viện đi chấn an các học viên còn tiêu viêm thì nhìn chung chợt trầm lòng xuống nguyên lai like cái tên giả hoạt hàn phong kia lúc trước vừa thấy thiên bách nhị lão xuất hiện liền bỏ trốn mất dạng tiêu viêm thấp giọng mắng tên hỗn đản này trốn cũng thật là nhanh tiểu y tiên ở bên an ủi quên đi sau này còn có cơ hội mà sau đó nàng ân cần nói thương thế của người thế nào rồi hiện tại khí tức của tiêu viêm cực kỳ bất ổn sắc mặt cũng tái nhợt hiển nhiên lúc trước khi thi triển hủy diệt hỏa liên đã tạo thành phản vệ không nhỏ tiêu viêm thì chỉ khoát tay thở dài nói vẫn tốt tính dưỡng thời gian ngắn là có thể khỏi hẳn tiểu y tiên lại cau mày nói hai vị lão tiên sinh này rất mạnh không biết họ có thể hóa giải được ma độc ban trong cơ thể người hay không nghe thấy vậy tiêu viêm mới giật mình mục đích hắn đến giả nam học viện chính là để do thám về viện trưởng thần bí cùng một số cường giả thực lực cao siêu ẩn trong giả nam học viện hôm nay không tìm được viện trưởng lại gặp được hai vị thủ hộ của học viện này thấy rõ thực lực của hai người nói không chừng thật sự có thể hóa giải được ma độc ban nhìn thấy hai mắt của tiêu viêm đột nhiên trở nên nóng bỏng tô thiên dường như hiểu được suy nghĩ hiện tại trong lòng hắn ông liền khoát tay áo ý tứ bảo hắn hãy bình tĩnh không được nóng vội tô thiên đang phiêu phù trên bầu trời nhìn thiên lão cười nói thiên lão trước tiên ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi hẳn là bách lão sẽ trở về ngay thôi nghe hắn nói như vậy thiên lão cũng không hề cự tuyệt khẽ gật đầu sau đó cước bộ đạp nhẹ như không chậm rãi đáp xuống mặt đất đám người tiêu viêm và tô thiên cũng theo sát bên cạnh hắn sau khi đám người yên ổn tiến vào trong đại sành ước chừng khoảng nửa tiếng sau bách lão cũng quỷ dị hiện thân trên tay ném ra bộ thi thể lạnh lẽo của địa ma lão quỷ trong đại sành ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào đó chỉ thấy một thi thể bên trên đầm đìa huyết nhục địa ma lão quỷ người sáng lập ma viêm cốc cường giả hắc giác vực đại danh đỉnh đỉnh năm đó đã biến thành một khối thi thể lạnh lẽo như băng sự thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy cũng làm cho không ít người phải âm thầm thở dài một hơi mà thấy bách lão trở về, thiên lão liền nói chuyện hôm nay đến đây coi như đã kết thúc, ta và bách lão muốn trở về tiếp tục bế quan lần xuất hiện tiếp theo thực sự không biết là đến lúc nào thời gian tới đây mọi chuyện của nội viện phải giao lại cho ngươi rồi, tô thiên gật gật đầu nhưng không đứng dậy tiễn mà trầm giọng nói nhị lão, tô thiên muốn mời hai người giúp một việc nói rồi, tô thiên chỉ về phía tiêu viêm ngưng trọng nói tên tiểu tử này bất hạnh chúng phải kịch độc cần một cường giả đấu tôn mới có thể trừ độc nhưng cường giả đấu tôn há lại có thể dễ dàng tìm như vậy không biết nếu như hai vị liên thủ có thể trừ hết loại độc này hay không nghe vậy thiên lão cùng bách lão đều cảm thấy kinh dị nói lại cần cường giả đấu tôn mới có thể hóa giải hai người bọn ta sống nhiều năm như vậy loại kịch độc cỡ này lại chưa từng thấy qua nhiều lần rồi thiên lão gọi tiêu viêm tới gần để kiểm tra một lát sau hai người thu tay rung động thốt lên độc tố thật mạnh đấu khí của chúng ta lại chỉ có thể làm cho những ma độc ban này giảm bớt đi vài tia. Bách lão tiếp lời, có điều, không hẳn là không có cách trừ khử nó, trước đó người cũng cảm thấy rồi đó, chúng ta thực sự có thể khu trừ được một chút độc tố, nhưng độc tố khu trừ được lại quá ít, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ phải cần ít nhất vài năm, mới có thể hoàn toàn loại trừ hết độc tố, người có thời gian nhiều như vậy sao? Tiêu viêm nghe đến thời gian là mấy năm thì vẻ mặt liền như mếu, cuối cùng, tiêu viêm khom người thi lễ thiên bách nhị lão, ngồi trở lại ghế của mình mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không vì vậy mà biến thành tuyệt vọng mà độc ban này quả thực làm cho tiêu viêm gặp phải nguy cơ khôn cùng nhưng đồng thời trong đó ẩn chứa đấu khí cả đời của một cường giả đấu tông cỗ lực lượng này nếu như có thể hấp thụ được hết thì sẽ làm cho thực lực của hắn tinh tiến mạnh cho nên nếu như để cho nó tùy ý tản đi thì thật là phí của trời thiên bách nhị lão cũng không ở lại nữa nên lặng lẽ biến mất vô thanh vô tức đối với cao nhân như bọn họ tiêu viêm chỉ có thể âm thầm cảm tạ trong lòng hẹn ngày báo đáp. Sau khi họ đi, tiêu viêm kiểm tra qua thi thể của địa ma lão quỷ, rồi mời mấy vị trưởng lão có đấu khí băng hệ, liên thủ đông lại thành băng, sau đó thu vào nạp giới, chuẩn bị luyện chế một thân thể mới cho dực lão. Dù lúc trước, hắn đã thu được thân thể của Vân Sơn, nhưng thân thể của địa ma lão không thể nghi ngờ là tốt hơn hẳn. Cuối cùng, tiêu viêm lười nhắc lê thân thể vô cùng mỏi mệt về phòng, dùng cả một đêm để khôi phục thương thế, cũng như kiểm tra những lợi ích đạt được sau trận chiến này. Đến nửa đêm, tiêu viêm long tinh hổ mãnh mở to mắt xuất ra hóa sinh hỏa rồi tiêu viêm lâm vào trầm mặc một lúc lâu cuối cùng hắn cười khổ thu hóa sinh hỏa lại trung châu hội tụ quá nhiều cường gia đình phong hắn cần phải có một vài lá bùa bảo mệnh hủy diệt hỏa liên chính là chiêu thức có uy lực lớn nhất của tiêu viêm mà qua lần dung hợp này tiêu viêm đã nắm được một vài điểm mấu chốt trong việc dung hợp bốn loại hỏa diễm mà hành tàu trên đại lục tất nhiên không thể chỉ dựa vào bùa bảo mệnh hắn cần có thực lực bản thân đủ mạnh muốn thực lực mạnh thì cần một nơi tu luyện hoàn hảo nhưng nghĩ tới nghĩ lui tiêu viêm không nghĩ ra được xung quanh đây có nơi nào tập trung nhiều năng lượng hỏa thuộc tính đến vậy tiêu viêm chỉ đánh ngao ngán lắc đầu rồi lấy ra một quyền trục tính toán con đường tăng cường thực lực có hai hướng một là gia tăng thực lực bản thân hai là tu luyện những đấu kỹ có uy lực lớn cũng thật trùng hợp là ngày trước hắn thành công đấu giá được lục hợp du thân xích cấp bậc của thứ này còn cao hơn diễm phân vệ lãng xích của tiêu viêm lục hợp du thân xích công thủ hợp nhất tiến là công lui là thủ được chia làm ba cảnh giới liệt hỏa du thân hỏa lục hợp hỏa lúc tu luyện phải tìm một chỗ nham tương nóng chảy tạo nên sóng nham tương rồi xuyên qua đó mà tu luyện nếu có thể đi lại tự nhiên trong sóng nham tương mà không dựa vào đấu khí thì được xem là đã có thành tựu đủ chăm chỉ luyện không ngừng nghỉ là có thể đạt tới đại thành công thủ hợp nhất những người đồng cấp không ai có thể tiếp cận gần trong chiến đấu tiêu viêm cẩn thận ghi nhớ khẩu quyết kinh nghiệm tu tập thứ mà có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian nghiên cứu cuối cùng tiêu viêm trầm ngâm tự thoại trước khi rời đi tốt nhất tu luyện thành công lục hợp du thân xích này nhưng mà cái gọi là hồ nham tương nóng chảy biết tìm ở đâu đây sau khi nghĩ ngợi một hồi tiêu viêm trượt mở to mắt nói dưới thiên phần luyện khí tháp không phải có một thế giới nham tương sao năng lượng hòa thuộc tính nơi đó vô cùng khổng lồ và tinh túy dùng làm nơi tu luyện chắc chắn là hiệu quả khôn cùng vậy mà thiếu chút nữa đã quên mất nơi đó đến sáng sớm tiêu viêm nói việc mình muốn xuống luyện khí tháp cho tô thiên cũng nói rõ mục đích là muốn tu luyện tô thiên tin tưởng năng lực của tiêu viêm nên gật đầu đồng ý rồi hai người cùng đến tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp trên đường đi tô thiên khẽ cười nói không có vẫn lạc tâm viêm mặc dù có hơi bất tiện nhưng ít ra cũng làm cho người ta yên tâm không ít trước kia chỉ lo cái này bộc phát cũng khiến cho tâm thần căng thẳng không yên người có thể thu phục thứ này cũng coi như giảm bớt cho chúng ta không ít phiền phức Nghe vậy tiêu viêm yên lặng gật đầu, trong lòng đương nhiên hiểu được, Tô Thiên là cố ý nói như vậy, để không muốn hắn, vì chuyện thu phục vẫn lạc tâm viêm mái náy. Hắn cảm động mỉm cười nói, đại trưởng lão xin yên tâm, ta sẽ toàn lực chế tạo một tâm viêm không bao giờ khô kiệt. Tô Thiên vẫn cười cười nói, cố hết sức là tốt rồi, cũng đừng nên đặt nặng chuyện này trong lòng. Khoảng 10 phút sau, hai người đến nơi, Tô Thiên dừng chân nói, sẽ có một khoảng thời gian nữa, hân lam mới rời đi, người vẫn còn có thời gian để tu luyện. Không cần cấp bách, việc tu luyện cũng không thể vội vã, ta sẽ thay ngươi thông báo cho nhị ca ngươi và đám người tiểu y tiên, để cho bọn họ không cần lo lắng, ta cũng sẽ phái thêm một vài trưởng lão tu hành công pháp hỏa thuộc tính, nếu có gì biến cố, bọn họ sẽ biết được mà đến giúp đỡ. Được Tô Thiên an bài mọi việc thỏa đáng, Tiêu Viêm cũng chỉ còn biết mỉm cười, gật đầu nói, "Đa tạ đại trưởng lão." Sau khi Tô Thiên đi, Tiêu Viêm mới cẩn thận cảm nhận hoàn cảnh nơi đây, rồi sung sướng nhảy thẳng vào nham tương, Tiêu Viêm cũng xuất ra hỏa diễm ngăn cách thân thể với ngoại giới ngay tại khoảnh khắc tiêu viêm nhảy xuống một âm thanh kinh dị từ trong nham tương truyền tới chỉ có điều âm thanh như triệu hoán đó quá mỏng manh lại chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi liền tán đi nên tiêu viêm không quá để ý nó hắn rất nhanh bay đến nơi tìm một vách núi có điều hắn không vội vã tu luyện du thân xích mà ngồi xuống nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện một lát sau tiêu viêm mừng như điên mở mắt nhưng cũng rất ngưng trọng năng lượng nơi này thật là vượt xa dự kiến của hắn sự cuồng bạo của nó cũng vượt ngoài tính toán của hắn nếu hấp thu nhiều năng lượng cuồng bạo như vậy chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng nhân tính rất lớn tiêu viêm tất nhiên sớm có sự chuẩn bị hắn lấy ra một loại dịch thể thủy hệ rồi chút bỏ hết quần áo sau đó xoa đều dịch thể khắp cơ thể rồi tiêu viêm lại tiếp tục ngồi xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện một lần nữa năng lượng hòa thuộc tính nóng cháy vào trong cơ thể lúc này hai loại lực lượng nóng lạnh tương giao sự nóng cháy của năng lượng bị cái lạnh của dược liệu hóa giải, sau đó chuyển thành năng lượng tinh thuần để tiêu viêm hấp thu mà không còn chút kiêng kỵ gì. Theo tốc độ này, tiêu viêm tin tưởng, trong vòng 3 tháng, hắn sẽ thành công đột phá tới cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Một ngày sau, tiêu viêm mới tu luyện du thân thước. Theo thời gian, tiêu viêm càng trở nên thích ứng với thế giới nham tương này, làm cho hắn càng thêm thoải mái. Mà tiêu viêm cũng đã rõ ràng cảm nhận sự triệu hoán khi trước, và không ngoài dự đoán. Sau khi dò xét cẩn thận, hắn phát hiện đối tượng phát ra ý triệu hoán này chính là do vẫn lạc tâm viêm nham tương nóng chảy trượt vang lên một âm thanh trầm thấp tạo thành những cột hỏa diễm đầy hoa lửa cuối cùng vỡ tan hiện ra một thân ảnh để trần nửa thân trên trong tay hắn cầm một cây thước cực đại liên miên bất tuyệt tạo ra những tàn ảnh xung quanh thức ảnh đều vũ lộng thành nhiều tầng dày đặc ngay cả nham tương bao phủ bên ngoài cũng không lò vào một giọt trọng thước trong tay ngừng vũ động tiêu viêm liền lau mồ hôi trên trán chấm dứt việc tu luyện Tiêu viêm lắc đầu nhẹ, thở dài than, như ta dự kiến, lục hợp su thân thức này cũng không phải dễ tu luyện thành công. Đã ở nơi này hơn 15 ngày, tiêu viêm mang huyền trọng thức thu vào nạp giới, liền tiến lên tầng động phía trên, nơi các trưởng lão canh giữ, báo họ biết hắn vẫn bình an. Sau đó, hắn lại đi vào sơn động, cố nén mọi sự đau nhức trong cơ thể, lập tức khoanh chân ngồi xuống đi vào trạng thái tu luyện. Hiện tại, đấu khí trong cơ thể của tiêu viêm càng trở nên hùng hậu, theo hắn cảm ứng, đã từng bước tiến vào cánh cửa lục tinh đấu hoàng thực lực tịnh tiến theo từng ngày làm cho tiêu viêm có thể nhẫn nại chịu đựng sự cô tịch thế nhưng bên trong nham tương nóng chảy có một vật thần bí phát ra triệu hoán với vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể hắn nhưng tiêu viêm vẫn cảm giác được một khí tức nguy hiểm ẩn chứa bên trong nên không dám có hành động thiếu suy nghĩ chỉ ở bên này tiếp tục tu luyện ở bên trong sóng lửa kia tiêu viêm không ngừng vũ lộng huyền trọng thước theo những quỹ tích huyền diệu bao phủ quanh thân nghênh đón những cơn sóng lửa ập đến từ xa nhìn lại bên trong sóng lửa xuất hiện một cơn lốc xoáy do thức ảnh tạo thành mà những nham tương nóng chảy kia khi tiếp xúc với lốc xoáy toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại nham thạch nóng chảy rơi xuống bắn ra bốn phía tạo thành một sòng chảy về hướng đông trong cơ thể tiêu viêm lúc này cũng xuất hiện một ngọn lửa xanh biếc bao phủ tràn ngập chống lại nham tương đang đổ xuống nhìn nham tương nóng chảy đang sôi trào lên trước mặt trong mắt tiêu viêm cũng hiện lên một niềm vui sướng chỉ vẻn vẹn chưa đến một tháng hắn có thể thi triển lục hợp du thân thức đánh nứt sóng lửa chứng tỏ thức pháp đã đạt được chút thành tựu tiêu viêm vừa định quay về động nghỉ ngơi thì sâu trong tầng nham tương nóng chảy lại truyền đến một cỗ triệu hoán hơn nữa lực triệu hoán của lần này lại mạnh hơn nhiều so với những lần trước tiêu viêm thầm nói đến tột cùng phía dưới kia có cái gì vậy tại vì sao lại có ảnh hưởng to lớn với vẫn lạc tâm viêm gây nên động tĩnh đến như thế tiêu viêm trần chờ suy nghĩ có lẽ bên dưới kia có thứ gì đó mang đến cho ta bất ngờ ngoài dự kiến lần này bèn mạo hiểm một phen vậy dựa theo phỏng đoán của tiêu viêm muốn đi sâu vào bên trong nham tương thực lực phải trình độ đấu tông thế nhưng đây chính là nơi vẫn lạc tâm viêm sinh ra mà tiêu viêm lại là chủ nhân của nó nên có thể thoải mái tiến nhập vào nghĩ xong hắn dùng huyền trọng xích trong tay cắm sâu vào vách núi ở bên trong trọng xích tiêu viêm lưu lại một tia linh hồn ấn ký để nếu có gặp tình huống bất lợi liền có thể nhanh chóng tháo chạy an bài xong tiêu viêm dùng hỏa diễm bao phủ toàn bộ cơ thể không chần chừ nhảy vụt vào bên trong nham tương đang sành sạch nóng chảy đặt chân trong nham tương tiêu viêm cẩn thận đánh giá xung quanh không phát hiện ra điều gì sau đó liền bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm vô hình lượn lờ trên đầu ngón tay thế nhưng lũ hỏa diễm này xuất hiện đột nhiên nóng chảy mạnh mẽ rồi đổi hướng nó hướng đến nơi sâu nhất trong nham tương bắn xuống như thiểm điện tiêu viêm thấy vậy vội vã đi theo thế nhưng đã hơn 20 phút đi theo nhưng vẫn lạc tâm viêm vẫn đi xuống không có dấu hiệu dừng lại vì lặn xuống sâu nên áp lực xung quanh càng ngày càng khủng bố nếu không có lưu ly liên tâm hỏa trợ giúp bằng vào thực lực ngũ tinh đấu hoàng của tiêu viêm thì tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến bây giờ đột nhiên vẫn là tâm viêm tốc độ dần chậm lại tiêu viêm dừng lại cẩn thận xem xét kỹ nơi này bụng đó hoa vẫn là tâm viêm trước mặt từ từ bốc cao lên rồi sinh ra một hỏa nhận khuynh sái đâm xuống chiếu xạ vào một nơi cách đó không xa nơi kia dần hiện ra một phiến nham thạch đen nhánh sau đó tản ra hào quang sáng rực nham tương nóng chảy như lốc xoáy trào ra từ bên trong. Bên trong vầng hào quang kia là một bộ hài cốt đã trở thành xương trắng, phía trên hài cốt tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, một ngọn lửa đang phiêu phủ bên trên khối hài cốt, hỏa diễm này chính là vẫn lạc tâm viêm. Lúc này, Thoáng giật mình thầm nghĩ, trong cùng một địa phương, làm sao có thể xuất hiện hai loại dị hỏa giống nhau? Hơn nữa, hài cốt thần bí kia là của ai? Trong lúc Tiêu Viêm đang còn mơ hồ, chưa biết chuyện gì xảy ra, thì có một đạo kình phong nóng chảy bán về phía hắn kình phong kia lướt qua bả vai tiêu viêm bắn đi kình phong nóng bỏng khiến bả vai chuyển đến một cơn đau nhức bỏng rát cách vị trí tiêu viêm tầm mười thước một thân ảnh đỏ đậm cùng với nham thạch nóng chảy xung quanh giống nhau trên thân thể vải đỏ che kín toàn thân ước chừng dài nửa trượng hai chân to lớn dị thường thoạt nhìn bộ dáng giống như một loại thằn lằn có thể đứng thẳng ngay lúc hai mắt tiêu viêm đang nhìn chằm chằm vào sinh vật dung nham thì nó cũng hùng ác quan sát hắn sinh vật kia đột nhiên nổi hung vung mạnh đuôi thủ chảo sắc bén hướng thẳng về phía tiêu viêm nhìn thấy sinh vật kia vọt lên một luồng đấu khí màu xanh biếc mỏng như sợi tơ từ tay tiêu viêm bắn ra sau đó mạnh mẽ nện lên người sinh vật đang lao tới cặp đòn này của tiêu viêm sinh vật kia liền hóa thành một quả cầu dung nham giống như đạn pháo bắn thẳng về phía tiêu viêm sinh vật kia dây dưa không dứt bàn tay tiêu viêm liền mở ra sau đó đột nhiên nắm lại quả cầu dung nham kia nhanh chóng hóa thành một đống nham thạch nóng chảy tan vỡ rơi xuống đụng phải một kích trí mạnh sinh vậy này kêu chít chít dài một lúc sau đó dần yếu ớt từ từ tiêu tan khi rút bàn tay ra khỏi cơ thể kia lòng bàn tay tiêu viêm trượt có thêm một mai xích hồng châu thể bên trong quả châu thể này ẩn chứa một loại năng lượng thuộc tính hỏa của chút cuồng bạo tiêu viêm tràn ngập vẻ kinh ngạc nói đây rốt cuộc là loại ma thú gì mà trong cơ thể lại có loại ma hạch này thứ này đối với những người tu luyện thuộc tính hỏa mà nói chính là thuốc bổ khó gặp chỉ là đáng tiếc năng lượng này quá mức cuồng bạo không thể dùng trực tiếp nếu không mà nói đã sấp xỉ bằng cao dai đan dược tăng cường công lực rồi bỗng lúc này nham thạch ở hướng tây kịch liệt sôi trào lát sau hiện ra một nhóm thân ảnh màu đỏ như một bầy cá chen trúc lao đến đem tiêu viêm vây chặt thành từng lớp đối diện với phần đông thần lằn lửa sắc mặt tiêu viêm cũng đã có chút biến ảo song trưởng nắm chặt quyền phong sắc bén mang theo hơi nóng cháy nhanh như gió tác động lên nham thạch khiến nó tạo thành từng vòng gợn sóng oanh kích từng đợt thân ảnh màu đỏ đang sung phong liều chết xung tới mỗi lần trưởng phong lướt qua, một luồng ám kình sẽ đem một tên thần lằn đánh chết. bởi vậy chỉ mấy phút ngắn ngủi đã có hơn hai mấy tên thần lằn chết. ngay khi những con thần lằn chết càng ngày càng nhiều, thì bỗng xuất hiện một tên thần lằn hình lửa vô cùng cường tráng, thực lực vượt xa những tên khác. nhìn nhóm thần lằn kia, tiêu viêm đành dừng lại, thở dài nói: cái này chính là đại phiền toái. hình thể to lớn của tộc thần lằn nhìn chăm chú tiêu viêm, hàm răng bén nhọn nghiến chặt, truyền ra từng đợt tiếng kêu chít chít. lần này Tộc thần làn lửa xuất hiện với số lượng quá nhiều, Tiêu Viêm không thể có khả năng ở bên trong nham thạch nóng chảy mà đem toàn bộ bọn chúng đánh chết được, liền thầm nghĩ, trước mắt hay là trốn đi, về hài cốt thần bí bên trong màn hào quang kia, để ngày sau có cơ hội trở lại thăm dò sao? Thế nhưng, Tiêu Viêm vừa động, thủ lĩnh của tộc thần làn lửa liền phát hiện ra, lập tức một luồng âm thanh chít chít truyền ra, Tiêu Viêm liền bị tộc thần làn vây kín, khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên căng thẳng, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực hạn tuôn ra kình phong nóng bỏng, bén nhọn, đem lực lượng cường đại của bộ tộc thần lằn đánh chết. Thế nhưng những tộc nhân thần lằn này là một loại hung hãn không sợ chết, tiếp tục xông lên, làm tốc độ chạy trốn của tiêu viêm càng thêm chậm chạp. Tiêu viêm từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đan dược phục hồi đấu khí nhét vào trong miệng, trong đầu tính toán phương án nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, tộc nhân thần lằn này không đánh sâu vào, mà từ từ thối lui giãn cách, miệng mở rộng ra, ngưng tụ hỏa cầu nham thạch. Sau đó, dưới cái phất tay của tên thủ lĩnh, vô số đạo hỏa cầu lao về phía tiêu viêm giờ phút này tiêu viêm đem tam thiên lôi động thi triển đến mức tận cùng nham thạch nóng chảy dao động từng đạo tàn ảnh di động hiện ra phần lớn hỏa cầu trôi qua bên cạnh vẫn chưa tạo cho tiêu viêm bất kỳ thương tổn gì mượn cảm ứng đặc thù đối với sự di động của dòng nham thạch tiêu viêm xuất hiện phía sau tên thủ lĩnh thủ lĩnh thằn làn tay nắm chặt lại thành quyền trưởng hung hăng đập về phía tiêu viêm tiêu viêm quát lên bắt cực băng lực lượng đột nhiên tăng vọt một kích thật mạnh mẽ đánh lên lồng ngực tên thủ lĩnh một chiêu giết chết tên kia, tiêu viêm nhanh chóng dò vào bên trong cơ thể hắn, bắt lấy một khỏa thể trâu đỏ thẫm cỡ như long nhãn. ngay sau khi tiêu viêm đánh chết đầu lĩnh tộc thần lằn lửa, đông đảo tộc nhân thần lằn trong nháy mắt trượt đỏ lên, tất cả hái miệng, sóng âm sắc nhọn truyền ra, nhanh chóng gọi đến những cường giả của tộc thần lằn lửa. tiêu viêm trong nháy mắt liền chuyển hướng về phía màn hào quang trong suốt, nhanh như chớp tiến vào đó. không lâu sau, vài đạo thân ảnh toàn thân đỏ rực nhanh chóng phóng tới, ánh mắt hung ác nhìn vào chỗ hào quang biến mất miệng phát ra những tiếng giống giận dữ sau đó mang đông đảo tộc nhân thần làn rời đi lúc xuyên qua cái kia ánh sáng màu đỏ thắm tràn ngập nhanh chóng tàn đi thay vào đó là màu trắng nhàn nhạt, của một cơn mưa lất phất tiêu viêm cẩn thận lướt qua chung quanh cuối cùng dừng ở vị trí nơi hải cốt thần bí đang lơ lửng ở phía trên xoay đầu lại tiêu viêm nhìn về phía hào quang ở ngoài mấy tộc nhân thần làn cấp bậc đấu hoàng đình phong đang tìm kiếm tiêu viêm xung quanh tiêu viêm cắn chặt răng hạ giọng mắng chết tiệt thế giới nham thạch nóng chảy này quả nhiên không phải giống như bên ngoài bình thường như vậy quan sát hải cốt thần bí một hồi tầm mắt tiêu viêm không nhịn được nhìn về phía bên bộ hải cốt đó là một đóa hỏa diễm vô hình tiêu viêm cong tay định bắt lấy nó thì một tia sáng màu trắng từ hải cốt phát ra khiến cho tiêu viêm vội vàng lui về sau một bóng người toàn thân y phục màu trắng bộ râu trắng như cước khuôn mặt già nua liếc nhìn tiêu viêm chậm rãi nói vẫn là tâm viêm không nghĩ tới nó đã bị thu phục rồi tiêu viêm cũng khách khí đáp lại không biết lão tiên sinh ở chỗ này tiểu tử đã mạo phạm xông vào mong tiên sinh thứ tội bóng người hư ảo không để ý lời nói của tiêu viêm liền động thủ vẫn lạc tâm viêm vốn trong cơ thể tiêu viêm lại bị khống chế từ từ bay ra cuối cùng lọt vào tay thân ảnh già nua kia tiêu viêm thấy vậy kinh ngạc thầm nhủ nhất định phải đem vẫn lạc tâm viêm quay trở về như hiểu được nghi ngờ của tiêu viêm lão giả cười thản nhiên nói bởi vì ta vốn từng một lần là chủ nhân của khỏa vẫn lạc tâm viêm này Mặc dù ngươi đã luyện hóa được nó, nhưng nó đối với ta vẫn không có sự kháng cự quá lớn, hơn nữa xét về khống hỏa chi thuật, chẳng lẽ người có thể so sánh với lão đầu tử ta được sao? Nghe được lời này, đồng tử trong mắt Tiêu Viêm có lại nói, "Lão tiên sinh thật sự không cần phải trêu chọc tiểu tử như ta, ban đầu lúc ta thu vẫn là tâm viêm, chưa từng nhận thấy nó là vật có chủ." Lão già mỉm cười đáp, "Bởi vì trước khi chết, ta đã phóng thích cho nó tự do, cho nên khi đó nó, nó là vật vô chủ, cũng không sai, yên tâm." ta sẽ không đoạt mất vẫn lạc tâm viêm của ngươi nghiêm chỉnh mà nói ta sớm đã làm một người chết linh hồn tồn tại dưới đây nhiều năm như vậy cũng sớm bị tiêu tán gần như không còn hôm nay ngươi nhìn xem cũng là một linh hồn ấn ký còn lưu lại không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho ngươi bị nói toạc suy nghĩ trong lòng tiêu viêm có chút xấu hổ nói lão tiền bối nói quá lời không biết tục danh của lão tiên sinh lão giả áo trắng cười kiêu ngạo nói lão phu là diệu thiên hòa mọi người cũng thường gọi ta là thiên hòa tôn giả Nghe được xưng hô này, trái tim Tiêu Viêm nhất thời đập mạnh, vị lão giả áo bào trắng thần bí này, năm đó cũng là một gã cường giả đấu tôn, danh chấn đại lục. Đến đây AD xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment, góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.